cây bí, dao mình quất chừng 7 cm thôi rừng. Cây bí cỡ 7 cm, còn cây nhỏ thì 4 cm, 5 cm thôi. Bí này mười mấy ngày à? Mười mấy ngày thì 7 cm được. Bữa đó giả hết luôn, giả cá hết 30, thấy nó này nó hơi bẹp bẹp rồi, im rồi. À, dạ dạ. Mấy cá tôm thì không ngại, có nghĩa là cá tôm là anh pha 40 cũng được, không ngại, chỉ có một mát dao là anh phải kỹ thôi. Mát dao nó bị sao, anh pha nó có thuốc khác nó có kỵ không em? Không, không có kỵ, nhưng mà kiểu như người ta kêu mình độ xe mạnh quá, nhóng ra cái bốc đầu á. Đó. Rồi á, cái thuốc bệnh thằng dao mình, thằng dao mình tưới được không em? Được, bình thường. Trộn với phân lệnh mình tưới cho biết cũng bình thường phải không? Dạ đúng rồi, tới phát mạnh đúng không? Dạ. Thứ đó giờ gửi đọc luôn ha. Đúng rồi, đúng rồi. Tới thì tại anh có thể mạnh liều được, còn mà phun anh đừng mạnh liều, tại vì vấn đề nó hấp thụ qua lá, mạnh liều nó rủ lá. Bởi vì anh mới vô mặn cái gì cũng nhờ anh em ta, tao thấy cái thuốc này nè, lâu lâu tao đưa lén vô tôm cá của mình, tao đưa lén vô bí, nhiều khi tao đưa vô bí nữa. Bữa ngày qua tao đẩy vô hết 30 chơi cá. Mà là thấy bóng bóng rồi. Dạ. Cá với tôm còn quy sinh với quy sinh lấy hết 150. Ừ. Thấy cũng mướt rồi, giờ đợi dao là kéo đọt.